Khi các bậc phụ huynh phát hiện ra con mình có những sự tìm hiểu, những thông tin không lành mạnh, hình ảnh liên quan đến giới tính trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh đã phản ứng theo hướng tăng cường sự kiểm soát đối với hành vi, tài khoản mạng xã hội của con nhằm giáo dục con đúng hướng. Vậy bạn ủng hộ hay phản đối điều này? Rồi, trước khi các bạn trả lời thì ban giám khảo cũng muốn một cái điều như vậy. Mỗi bạn có 30 giây để nói, thì phải đợi hết 30 giây thì bạn bên đây mới được nói, chứ không được nói lấn vào thời gian của các bạn bên đây. Và nhớ là nếu mình hết chung là giật mic nói liền nha. Đó là thời gian của các em, phải trân trọng từng giây phút. Với lượt thi này thì đội của huấn luyện viên Kim Duyên sẽ trả lời câu hỏi trước. Phần thi của các bạn bắt đầu. Tôi phản đối bởi lẽ sự kiểm soát thái quá của các phụ huynh sẽ vô tình tạo nên những áp lực lên tâm lý của con em mình, từ đó dẫn đến một số triệu chứng tâm lý tiêu cực như trầm cảm. Và số liệu trên thực tế đã cho thấy 80% trẻ em ở Việt Nam đang sống trong sự kìm hãm, ép buộc. Thay vào đó, các vị phụ huynh cần tìm kiếm những biện pháp phù hợp hơn nhằm giáo dục con em mình một cách đúng hướng. Chúng tôi ngược lại với bạn, chúng tôi ủng hộ quan điểm phụ huynh nên kiểm soát hành vi của trẻ em, nhưng kiểm soát một cách khéo léo và tích cực. Trẻ em là những cái mầm non mới chớm, các bạn thiếu cái kinh nghiệm, các bạn thiếu cái tầm nhìn, nên đâu đó các bạn cần nhất là cái lời khuyên, cái định hướng. Các bạn cần được biết là giới hạn của các bạn ở đâu để các bạn không đi quá xa. Nếu các bạn thật sự theo sát con em của mình, một khi các bạn có những cái dấu hiệu về tâm lý, cha mẹ kế bên nhận ra được cái dấu hiệu đó, phụ huynh sẽ có những cái động viên, những cái giúp đỡ để các bạn vượt qua những cái chuyện đó. Tình thương là cái liệu pháp tốt nhất để chữa lành tâm lý và thể xác. Tôi nghĩ rằng bố mẹ có thể kiểm soát cái con, nhưng phải kiểm soát cái con một cách vừa phải, bằng cái việc là có thể chia sẻ cho cái con, dạy cho cái con biết, dạy cho cái con phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, chia sẻ cho cái con về những cái kinh nghiệm thực tế, về những cái mặt tiêu cực của mạng xã hội. Và thứ hai là liệu rằng khi mà bố mẹ kiểm soát cái con quá mức như vậy thì cái con có trở thành những cái người quá phụ thuộc vào bố mẹ. Cái con sẽ bị có những cái khoảng cách đối với bố mẹ và xuất hiện một cái bức tường vô hình. Những bậc cha mẹ họ phải có trách nhiệm để cho con cái của mình có thể định hướng được, hướng đi đúng trong cuộc sống và sẽ là một cái người có ích cho xã hội. Tôi là một người con có được sự kiểm soát cũng như kỷ luật của gia đình để mà ngày hôm nay tôi tự tin đứng ở đây phát ngôn lên tiếng nói của mình để bảo vệ luận điểm của chúng tôi. Xin cảm ơn. Tôi không đồng ý việc kiểm soát một cách thái quá về những vấn đề về nhạy cảm cũng như là những vấn đề về những vấn đề thông tin cần thiết mà các trẻ em mong muốn tìm hiểu trên mạng xã hội. Theo tôi nghĩ là bố mẹ cũng nên cùng với trẻ em tìm hiểu một cách và phân tích một cách tốt nhất để trẻ em có những cái thông tin bổ ích và cũng như là tốt nhất để giúp trẻ em có thể có những thông tin hiểu biết một cách tốt nhất. Đối với tôi, thông qua sự bảo vệ, kiểm soát đối với con của mình thì đó cũng là một sự bảo vệ đối với con của người khác. Và tôi thấy rằng bạn nói về sự không kiểm soát thì ví dụ như con của bạn tiếp xúc với những thành phần xấu trên xã hội và trở thành một tệ nạn của xã hội thì sao ạ? Mạng xã hội có hai mặt tốt và xấu và chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Chúng ta có thể thảo luận và phân tích cho con biết vấn đề nào hay và dở và để cho con tiếp cận một cách mạng xã hội một cách văn minh và có hiệu quả hơn. Chúng ta có thể ví như mạng xã hội là một con dao hai lưỡi và cha mẹ cần phải dạy con học cách sử dụng con dao đó chứ không phải là cấm con được không được đụng đến nó. Tôi xin nhấn mạnh rằng kiểm soát nó khác với áp đặt. Kiểm soát là chúng tôi theo dõi con cái của chúng tôi để tôi biết được con cái chúng tôi đang đi những hướng nào, có sai lệch xã hội hay không, và tôi tìm ra nguyên nhân các em sai cái gì để chúng tôi tìm cái cách để tôi có thể giúp các em phát triển một cách toàn diện, nhưng các em vẫn có khả năng được tự do sáng tạo, có khả năng được nói lên tiếng nói của mình. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, kiểm soát nó khác với áp đặt. Theo mình thì kiểm soát lại là một từ mà nó khá là nặng nề, bởi vì là trẻ con thì nó sẽ rất là tò mò và phụ huynh thì lại thường là sẽ bị kiểu lo sợ quá. Nên là thay vì là lo sợ thì mình phải tin tưởng vào con cái mình và tin tưởng vào cái cách dạy dỗ của con cái mình, chứ không phải là việc là mình phải áp đặt con hay là kiểu kiểm soát con. Vì kiểm soát là một từ rất nặng nề. Xin cảm ơn. Xin nhắc lại một lần nữa, chúng tôi theo sát các con một cách tích cực và khéo léo. Năm nay tôi 19 tuổi, tôi mới vượt qua cái tuổi trẻ em thôi nên tôi rất là hiểu. Chúng tôi có hoài bão, chúng tôi rất là muốn làm nhiều thứ nhưng mà chúng tôi không có cái kinh nghiệm. Tôi sẽ rất là dễ bị lạc lối. Nên là nhấn mạnh lại một lần nữa, chúng ta cần phải tích cực và khéo léo để các con có thể phát triển một cách tốt nhất, tạo những cái cơ hội, những cái sân chơi cho các con để các con phát triển được hết cái khả năng của mình.
đó là điều chúng tôi hướng đến. Xin cảm ơn. Chắc là tất cả các ban giám khảo ở đây đều nhìn thấy rất là rõ, và có thể là mentor cũng nhìn thấy rõ luôn. Lần này thì team của Mô Thủy bốn bạn thì lập luận đều rất là chắc chắn và rõ ràng. Đội của Kim Duyên 334 chị đang mong chờ bạn có một cái giải pháp rõ ràng, nhưng mà bạn vẫn chưa nói ra. Một lần nữa chị đánh giá cao Mô Thủy cách sử dụng thí sinh, đưa ra một cái lập luận ban đầu và cái voice rất là tốt. Cách lý luận của Nam Anh cũng rất là chặt chẽ, và 203 cũng là một người rất là đáng khen. Còn 237 thì hơi lúng túng một tí xíu. Tuy nhiên thì team Mô Thủy đã làm tốt được cái tiêu chí trong này, đó chính là mỗi bạn có một vai trò. Có vui có, mà cũng có buồn có. Bởi vì buồn khi mình không thể hiện tốt nhất. Chắc là mọi người cũng sẽ biết trước được kết quả của cái vòng này. Thì đội chiến thắng đó chính là đội của huấn luyện viên Mô Thủy. Tự hào vô cùng luôn. Nhưng mà cũng hồi hộp lắm. Tại vì người ta nói mà 30 chưa phải là Tết mà. I am a Vina Woman.